Đến với Điện Biên, chúng ta không những có cơ hội được chiêm ngưỡng những cảnh núi non hùng vĩ, những di tích lịch sử mà còn được thưởng thức những loại sản vật rất đặc trưng. Tuy nhiên ở đây có một loại sản vật mà có lẽ là ít người sẽ nghĩ rằng có ở vùng Tây Bắc, đó chính là cà phê Mường Ảng. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân Quỳnh Anh để tìm hiểu xem loại cà phê ở vùng Tây Bắc đặc biệt như thế nào nhé. Cà phê, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Điện Biên, phân bố chủ yếu tại huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên. Diện tích trồng 4.136 ha, sản lượng 6.343 tấn trên một năm. Chị ơi, những cây cà phê này thì mình sẽ phải tỉa những cái cành như nào ạ? Đây ạ, đây những cành già như thế này là mình phải bỏ đi. Những cành nhỏ, cành yếu như thế này, cành tăm như thế này và tết đi. Tức là tại sao mình lại phải loại bỏ những cái cành già này đi ạ? Vì những cành này nó ăn hết phân xong rồi mình bỏ đi để lại những cành này cho nó ra quả. Ơ, chị ơi, sao em lại thấy có một cái lá rất là đặc biệt thế này ở đây ạ? Lại không phải là lá, đây là quả từ trên cái cây bóng mát kia rơi xuống. À, có làm bóng mát cho cái cây cà phê này để phát triển. Đây là loại cây ưa bóng. À, bình thường thì mình sẽ phải chăm bón những cây cà phê này như thế nào ạ? Những cây cà phê này được bón từ phân vi sinh ủ từ vỏ cà phê, làm cho quả cà phê thơm ngon, hàm lượng đường cao. Khí hậu Mường Ảng ở đây rất thích hợp trồng loại cây cà phê này. Những cây cà phê này người ta lấy giống từ trên công ty công nghiệp Điện Biên mang về, có tên là Arabica. Những cây này trồng được 2-3 năm thì được thu quả. Sau khi thu hái trái quả cà phê về, tuyển chọn trái chín, xong rồi chế biến, ngâm ủ, phơi từng công đoạn một, ra được một cái chất lượng cà phê tốt như thế này, mình sẽ đưa vào rang để mình sẽ điều khiển những cái phần chuyển hóa của cà phê. Chú ơi, để có được cà phê thơm ngon nhất thì trong quá trình rang này có cần lưu ý kỹ thuật gì không ạ? Có, rất quan trọng, bởi vì khi cái chuyển hóa nó bắt đầu nó nổ, cái chuyển hóa mình, những cái kỹ thuật mình làm sao giữ được cái hàm lượng đường tốt. Và cái hương nó toát được ra, và cái chất béo của nó phải giữ lại được. Cái hương bắt đầu toát ra rồi đấy. Đúng rồi ạ, cháu đã bắt đầu thấy thơm rồi. Trong quá trình rang này thì mình có cho thêm chất phụ ra để không, có độ ngon không ạ? Không nên cho. Bởi vì nếu mà kỹ thuật mình rang tốt, nó đầy đủ những thành phần các hợp chất rồi. Đấy, cháu kiểm tra, cháu bẻ ra, nhìn cái bằng cánh rán ngoài trong bằng nhau, không có một vết đen nào, tức là cà chín đủ tầm. Sau khi mình cà phê mình rang xong đấy, làm nguội thì bây giờ mình sẽ cho vào trong chu mình ủ để cho nó ổn định hương, cho nó được tốt. Ủ sau 30 ngày ấy, thì mình cho vào máy xay, đóng gói. Được thưởng thức một ly cà phê trong không gian như thế này, tôi như cảm nhận được cả hồn Tây Bắc trong những giọt cà phê nguyên chất. Với chuỗi trồng trọt sản xuất hiệu quả, cà phê Mường Ảng không chỉ đem lại thu nhập cho bà con nơi đây mà còn là một sản phẩm an toàn dành cho người tiêu dùng. Cà phê, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Điện Biên, thị trường tiêu thụ trong nước, Hà Nội, Bình Dương, Phú Quốc, thị trường xuất khẩu cà phê thô sang Hàn Quốc.